Dakota Johnson, đóa hoa nở muộn của Hollywood. Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của Dakota Johnson lại lắm chông gai. Đứng trước máy quay từ năm 10 tuổi nhưng phải đến khi tham gia 50 sắc thái xám, tên tuổi của Dakota mới được nhiều người biết đến. Đây cũng là bộ phim giúp sự nghiệp của cô đi lên, nhưng cũng chính nó khiến cho cô chật vật để thoát khỏi cái bóng của vai diễn Anastasia Steele. Phải điều trị tâm lý từ 5 lên 3. Dakota Mae Johnson sinh ngày 4 tháng 10 năm 1989 tại Austin, Texas, nước Mỹ. Dakota là thế hệ thứ 3 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba mẹ cô là cặp đôi diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith và Don Johnson. Bà ngoại của Dakota là Tippi Hedren, minh tinh Hollywood một thời. Ông ngoại cô là Peter Griffith, cựu diễn viên nhí nổi tiếng. Trong khi ông ngoại cô kết hôn 5 lần, thì bà ngoại cũng kết hôn đến 3 lần. Nói về chuyện tình giữa Don Johnson và Melanie Griffith, cha mẹ của Dakota, thì chỉ nên gói gọn trong hai từ kỳ lạ. Bởi khi ấy, một chàng trai 22 và một cô gái 14 tuổi lại được người lớn cho sống chung một nhà. Và chỉ sau đó 4 năm cả hai quyết định kết hôn. Không rõ có phải do tuổi trẻ bồng bột hay không mà đôi vợ chồng này đã phải làm lễ cưới đến 2 lần. Dakota Johnson chính là kết quả của lần tái hợp, tuy nhiên cuối cùng họ vẫn không thể hạnh phúc. Trong khi mẹ nữ diễn viên từng hẹn hò với các tài tử hàng đầu Hollywood như là Warren Beatty, Jack Nicholson, Ryan O'Neill và kết hôn với Antonio Banderas, thì bố cô được gọi là Don Johnson, là biểu tượng đa tình nổi tiếng ở Hollywood. Do đó, Dakota có tổng cộng là 6 anh chị em, trong đó có 4 người là con riêng của bố, 2 người là con riêng của mẹ. Gia đình phức tạp dẫn đến việc Dakota có rất nhiều họ hàng xa, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ hoặc cùng bà khác ông, cùng ông khác bà. Không chỉ thế, mẹ của Dakota còn là một người nghiện ngập, chia sẻ về việc phải điều trị tâm lý ở tuổi lên 3 vì bố mẹ nghiện ngập và bỏ bê. Dakota bật cười và nói rằng cô phải chia thời gian để gặp bố hoặc mẹ, và khi gặp cô cũng chỉ ngồi chơi đồ hàng cả buổi. Dakota cho rằng bố mẹ cô có nhiều khoảnh khắc mất kiểm soát và họ chỉ muốn chắc chắn rằng cô được an toàn. Thân thế của Dakota Johnson thì ai cũng rõ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con đường sự nghiệp của cô sẽ trải đầy hoa hồng, nhất là khi nữ diễn viên từng là nạn nhân của nạn bắt nạt và lạm dụng chất kích thích. Việc sống dưới bóng của những tên tuổi vĩ đại đã tạo ra áp lực cho Dakota khi ở trường, nhất là khi chúng bạn thường giơ tờ tạp chí lên để chế giễu cô mỗi khi nhà Johnson được xướng tên. Hậu quả là mới 17 tuổi nhưng Dakota Johnson đã phải vào trung tâm cai nghiện. May mắn rằng thời gian này không kéo dài, và hiện nay nữ diễn viên vẫn nằm trong danh sách những ngôi sao sạch của làng giải trí. Những bước đi chập chững trong nghiệp diễn xuất. Vì gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ khi còn bé, Dakota đã là vũ công nhí triển vọng. Cô bắt đầu làm người mẫu tuổi 12 sau một buổi chụp ảnh với các người mẫu nhí khác trên Teen Vogue. Nữ diễn viên cũng thường xuyên theo bố mẹ đến phim trường và có đam mê với điện ảnh từ đó. Lần đầu tiên Dakota xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 1999 trong bộ phim Crazy in Alabama. Đây cũng là tác phẩm do chính cha dựng đạo diễn và mẹ cô thủ vai chính. Đáng tiếc rằng do không gặt hái nhiều thành công nên cô bé 10 tuổi đành gác lại ước mơ diễn xuất để tập trung học hành. Lớn lên, Dakota Johnson thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của cha mẹ. Cô từng được chọn là hoa khôi quả cầu vàng 2006, danh hiệu mà bà Melanie cũng được nhận vào năm 1975. Kế tiếp, Dakota đã ký hợp đồng với IMG Models và trở thành một gương mặt tiềm năng trong làng người mẫu. 3 năm sau đó, cô đã được chọn làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng jean của Mango. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dakota đã quay trở lại diễn xuất, song song với việc làm người mẫu. Bộ phim gây tiếng vang đầu tiên của cô là tác phẩm The Social Network 2010 của đạo diễn David Fincher. Cô vào vai người tình một đêm của nhà lập trình Sean Parker do Justin Timberlake thủ vai. The Social Network nhận được nhiều đề cử Oscar, bao gồm giải thưởng phim xuất sắc nhất. Sau đó, Dakota tham gia vào bộ phim Beasley 2011 cùng với Vanessa Hudgens và Mary-Kate Olsen. Năm 2012, cô góp mặt vào một loạt phim như For Ellen, Ghost của đạo diễn Christopher Neal, The Five-Year Engagement của đạo diễn Nicholas Soller và cuối cùng là phim điện ảnh 21 Jump Street. Trong thời gian này, thì Dakota đã rất chật vật trong việc tìm vai diễn và chuyện trượt casting diễn ra như cơm bữa. Tuy nhiên, không phải thất bại nào cũng đáng buồn với Dakota Johnson. Sau khi trượt casting cho phim truyền hình danh tiếng Girls, thì nữ diễn viên lại được nhiều nhà sản xuất biết đến. Trượt một vai nhưng cô lại trúng hai vai, đó là trong Five Year Engagement và Ben and Kate.
Việc đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Ben & Keith là điểm khởi sắc trong sự nghiệp của The Coder. Nhưng đáng tiếc bộ phim này lại chết yểu chỉ một năm sau khi phát sóng. Cho đến thời điểm ấy, thành tích lớn nhất mà cô có được là đề cử giải BAFTA cho ngôi sao đăng lên. Cú đột phá với vai diễn 18+. Ra đời năm 2011, cuốn tiểu thuyết Fifty Shades of Grey của nữ diễn viên E.L. James nhanh chóng tạo nên cơn sốt và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tác phẩm này mô tả mối quan hệ giữa cô sinh viên Anastasia Steele và nhà tỷ phú Christian Grey một cách đầy nóng bỏng và gây tranh cãi. Vào tháng 9 năm 2013, Dakota Johnson và nam diễn viên Charlie Hunnam là hai cái tên được chọn để thủ vai hai nhân vật chính. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Hunnam bất ngờ rút khỏi dự án do bất đồng với kịch bản và e ngại bộ phim sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Dakota vẫn ở lại và có được bạn diễn mới, đó là tài tử điển trai Jamie Dornan. Dự án 50 sắc thái chính thức được khởi quay từ đó và được ấn định ra mắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2015 nhằm thiêu đốt phòng vé với những cảnh nóng bỏng trong dịp Valentine. Sau khi bộ phim công chiếu, The Coder rất hiếm khi nói về bản thân, cho dù nhân vật Anastasia cùng những trường đoạn ân ái trong phim đã trở thành chủ đề của nhiều bài báo về những cuộc tranh cãi. Tại Anh, tấm poster phim nhân vật Anastasia được bịt mắt và thể hiện khoái cảm trên gương mặt đã bị cấm treo tại rạp do quá khiêu gợi. Về sau, trong một bài phỏng vấn, người đẹp sinh năm 1989 mới chia sẻ về khó khăn khi đóng 50 sắc thái xám. Tôi muốn diễn tả những cảnh nóng một cách tự nhiên nhất, như cách mà Anastasia lần đầu trải nghiệm. Tôi luôn cảm thấy rất áp lực trong các cảnh quay, nhưng may mắn là mẹ tôi đã nói với tôi rằng mình có quyền đề nghị giới hạn số người có mặt trong cảnh quay. Cả Jamie Dornan và đạo diễn Taylor Johnson đều dành những lời tốt đẹp về cô. Taylor Johnson nhớ lại lần đầu khi The Coder tới thử vai. Chúng tôi giao cho cô ấy diễn một đoạn trong phim Persona 1966 và cô ấy khiến tất cả phải sững sờ. Cô ấy hiểu được ẩn ý của đoạn diễn và truyền tải nó một cách tinh tế. The Coder có khả năng trở nên mong manh, nhưng đồng thời là ẩn chứa nguồn sức mạnh khiến cho bạn tin chắc rằng cô ấy sẽ thành công. Đáp lại những nỗ lực của The Coder, 50 sắc thái xám sau đó đã trở thành một cú hít phòng vé trên toàn thế giới và đưa tên tuổi của nữ diễn viên trở nên rực sáng. Cũng nhờ vai diễn này mà The Coder đã giành được giải thưởng People's Choice, hạng mục nữ diễn viên phim chính kịch được yêu thích nhất. Biến hóa trong từng vai diễn. 50 sắc thái xám là bộ phim được ví như một con dao hai lưỡi, bởi nó có thể nâng tên tuổi diễn viên lên một tầm cao mới hoặc chôn vùi tên tuổi của họ. Nhưng với The Coder Johnson, dường như cô nhận được nhiều hơn là mất. Năm 2015, bên cạnh 50 sắc thái xám, The Coder còn tham gia vào bộ phim Black Mass, đồng thời đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị A Bigger Splash của Luca Guadagnino và vai nữ chính Chloe trong phim Chloe and Theo. Năm 2016, cô nhận vai chính trong bộ phim hài How to be Single. Năm 2017, The Coder tiếp tục tham gia vào Fifty Shades Darker cùng với nam diễn viên Jamie Dornan. Phim thu về 381 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trong khi số kinh phí đầu tư là 55 triệu đô. So với phần 1, kịch bản của phim đã được tăng thêm sự kịch tính. Năm 2018, The Coder tham gia tác phẩm giật gân Bad Times at the End Royale, đóng cặp với Chris Hemsworth. Trong phim, cô vào vai nữ giang hồ lạnh lùng lập dị, có vẻ ngoài khỏe khoắn và rất thạo sử dụng súng. Cũng trong năm này, cô tham gia vào phần 3 50 sắc thái tự do. Bộ phim thu về gần 372 triệu đô trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ tư năm 2018. Năm 2019, The Coder tham gia bộ phim kinh dị tâm lý Wounds do Babak Anvari đạo diễn. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết kinh dị The Visible Field của tác giả Nathan Bolingbroke. Sau đó, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim The Peanut Butter Falcon. Phim mang về 23 triệu đô la doanh thu trên toàn cầu. Năm 2020, The Coder vào vai Maggie, trợ lý cá nhân làm việc cho siêu sao Grace Davis, do diễn viên Tracy Ellis Ross thủ vai trong bộ phim hài lãng mạn The High Note của đạo diễn Nisha Ganatra. Chia sẻ về vai diễn này, The Coder Johnson cho biết, Maggie rất tình cảm và cởi mở, mặc dù dễ bị tổn thương, nhưng điều đó không bao giờ ngăn cô ấy đi tìm thứ quan trọng nhất với mình. Maggie luôn khát khao khẳng định bản thân trong giới âm nhạc với vai trò là nhà sản xuất. Theo G-Sheets, tính đến năm 2020, The Coder Johnson có tài sản ròng hơn 14 triệu đô. Thu nhập chủ yếu của cô đến từ các xe đóng phim và hợp đồng quảng cáo tích lũy nhiều năm. Ngoài thời gian sống cùng bạn trai, nữ diễn viên còn sở hữu một căn hộ ở Los Angeles theo phong cách vintage cùng với không gian thơ mộng phủ đầy cây xanh.
chuyện tình kín đáo với nhóm trưởng Coldplay. Dù là một mỹ nhân nóng bỏng trên màn ảnh nhưng The Carter lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 2014, cô bắt đầu hẹn hò với ca sĩ Matthew Heath. Cặp đôi chia tay vào 2015 do Matthew thì bận rộn với những tour diễn, còn The Carter quá bận biểu cho những cảnh quay trong phim 50 sắc thái xám. Năm 2017, The Carter bắt đầu hẹn hò với thủ lĩnh nhóm Coldplay là Chris Martin. Cặp đôi đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Martin từng kết hôn với diễn viên Gwyneth Paltrow vào năm 2001 và có hai con riêng. Năm 2019, Martin và The Carter từng có thời gian chia tay do khác quan điểm về hôn nhân và con cái. Trong khi The Carter chưa sẵn sàng có con, nam ca sĩ người Anh muốn được ổn định và xây dựng gia đình với cô. Tuy vậy, không lâu sau, cả hai đã trở lại bên nhau. Dù có xuất phát điểm khá thuận lợi, nhưng sự nghiệp diễn xuất của The Carter không hề dễ dàng. Vai diễn Anastasia Steele trong loạt phim 50 sắc thái có thể giúp cô được nhiều người biết đến. Thế nhưng, cũng đặt ra nhiều thách thức cho The Carter. Hy vọng rằng với bản lĩnh và tài năng của mình, The Carter sẽ sớm đạt được thành công như cô mong muốn và theo đuổi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!